make me feel like I'm awake. I don't know why you make me shine like a star in the sky. I'm okay. Đại gia đình mua nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Chợ Đất Bá Hưng, bán nhà Gò Vấp, Tân Bình và quận 12. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một căn nhà đang giảm giá rất là mạnh nha quý vị. Một căn nhà tại trục đường Phạm Văn Chiêu thuộc phường 16 quận Gò Vấp đang hạ giá bán lỗ cực kỳ mạnh, giá gốc thì giao tới 6,8 tỷ, bây giờ giảm còn có 6,150 tỷ thôi, giảm tới 650 triệu đồng nha quý vị. Một căn nhà phố xây mới hoàn toàn năm 2023, sống riêng, hoàn công đầy đủ hết rồi. Thiết kế một trệt 3 lầu, sẽ có 4 phòng ngủ, 5 vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt, sân thượng trước sau. Hướng nhà là hướng chính bắc với diện tích ngang 4m2, sâu vào 14m. Nhà xây mới hoàn toàn, có bản vẽ thiết kế do công ty thiết kế xây dựng. Và căn nhà trang trí cực kỳ đẹp nha quý vị. Sẽ có lớp cổng sắt loại mới. Và bên trong thì có cửa nhôm Sinfa, cửa gấp. Trệt 3 lầu, giá bán chỉ có 6 tỷ 150 triệu đồng thôi. Đã giảm tới 650 triệu đồng rồi. Đường trước nhà là con đường rộng 4m, con đường hẻm nội bộ, hẻm cụt, một sẹt có trục đường Phạm Văn Chiêu thuộc phường 16 Gò Vấp nha quý vị. Một con hẻm trong khu nhà hiện hữu lâu đời rồi. Hẻm xe hơi xe tải ra vào thoải mái nha. Hẻm rộng tầm 4m nha quý vị. Đấy, khu nhà hiện hữu ở đông dân cư. Đấy, rất đẹp luôn. Một căn nhà thiết kế cực kỳ sang theo phong cách nhà phố hiện đại, mẫu mới nhất năm 2023. Và sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ sổ sách hết rồi, anh chị vay ngân hàng thoải mái nha. Căn nhà xây dựng hết đất, đúc hết đất luôn, không có ban công. Và giá tiền chỉ có 6,150 tỷ thôi. Trong đây sẽ là không gian phòng khách, khu vực đậu xe hơi. Dưới thì được ốp sàn gạch nhám gạch 80. Hai bên tường thì sơn nước, sơn bóng và ốp nhựa một chút nha. Trên có đèn LED và đèn sáng mờ, thạch cao đầy đủ, ngang 4m2, sâu vào 14m. Giá tiền của căn nhà mình thì vô cùng rẻ thơm nha anh chị, chỉ có 6,150 tỷ đồng thôi. Nhà hẻm xe hơi và giá này rất là ngon nha quý vị. Cầu thang sẽ được làm cầu thang treo, cầu thang treo khu vực dưới này và ốp cổ. Phía trên thì được ốp đá hoa cương nha. Túng rộng 90. Phòng khách ở đây thì có tặng lại sofa, có tivi, kệ tivi. Trong thì có tặng tủ lạnh, tường ốp nhựa, trang trí rất đẹp, rất đẳng cấp luôn. Giá bán thì vô cùng hợp lý nha mọi người. Trong này có tặng bàn ăn 6 ghế này, tủ lạnh Capper 2 cánh, bếp điện tử, máy hút mùi, bộ tủ bếp của An Cường. Đấy, đóng tới nóc luôn. Trần thì có đèn rọi, đèn sáng mờ và đèn đuốc lên cực kỳ là đẹp, sang trọng, đẳng cấp nha quý vị. Giá bán của căn nhà mình thì đang được anh chủ nhà giao bán chỉ có 6,150 tỷ đồng thôi. Một căn nhà rất là rẻ. Phía sau này chúng ta có nhà vệ sinh và có lavabo rửa mặt ở song cùng này. Đấy, căn nhà xây mới hoàn toàn nha quý vị, do công ty thiết kế xây dựng làm và đang được hạ giá xuống rất là thơm rồi. Trước đó thì anh ấy giao tới 6,8 tỷ, giảm tới 650 triệu đồng rồi nha quý vị. Anh chị cô chú nào muốn sở hữu em nó, chúng ta chỉ gọi trực tiếp về tới nhà đất Bá Hưng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình nha. Đây, căn nhà quá là đẹp, quá là xinh luôn nha quý vị. Và chúng ta cùng em di chuyển lên khu vực phía bên trên, khu vực lầu 1. 4 phòng ngủ,
năm vệ sinh, cầu thang treo cực kỳ đẹp luôn. Trên đây thì được đúc, dưới thì được treo nha quý vị. Trên đây ốp đá, toàn bộ sàn phòng ngủ được ốp gỗ nha. Chỉ có một phòng có nội thất thôi, còn đâu là phòng trống nha quý vị. Có cửa sổ ra phía ngoài dính trời. Đấy, sơn nước làm đèn led. Có đường ống máy lạnh sẵn, mỗi phòng mỗi toilet riêng. Đấy, dính trời làm hở luôn. Toilet thì sử dụng bồn cầu khối loại bắc tiền luôn nha. Lavabo và gương led, vách tam kính, gạch ốp cao đụng trần và có vòi inox đen. Là diện tích rất là đẹp, 4m2 dài 14m xây dựng hết đất. Và giá tiền thì đang giao chỉ có 6 tỷ 150 thôi, em sẽ hơi. Lịch tầng 4 bậc. Cầu thang ốp đá đen nha. Cái này làm xây dựng hết ra phía ngoài luôn. Không có ban công, giường 1m8 kèm với nệm. Tủ quần áo, kệ tivi. Có đèn led, đèn rọi. Cửa sổ 4 cánh bật bung ra ngoài luôn, rất là thoáng nha. Rèm cửa đầy đủ hết rồi. Máy lạnh Capper. Anh chị, cô chú, khách hàng nào quan tâm đến căn nhà đẹp giá rẻ này, chúng ta chỉ gọi trực tiếp về tới bên nhà đất Bá Hưng nha. Căn nhà rất đáng để cho anh chị sở hữu. Nằm tọa lạc ngay trục đường Phạm Văn Chiêu, phường 16. Đi ra đường Thống Nhất cũng rất là gần. Đoạn này gần với đường số 4 nha anh chị. Toilet cực kỳ rộng này. Gần này có cái nhà vệ sinh rất là lớn nha. Toilet bồn cổ khối, lò hoa bồ rửa mặt, gương led, quạt hút, vách tắm kính, vòi sen inox đen, gạch ốp loại sang, rất là đẹp luôn. Toilet rộng nha anh chị. Di chuyển lên trên, chúng ta sẽ đến với không gian lầu 2, phòng ngủ số 3, số 4 nha. Trên này thì chưa có làm nội thất nha anh chị. Sàn gỗ. Đây, phòng ngủ rất là rộng, có cửa sổ ra phía sau. Và chưa làm nội thất. Phòng cực kỳ rộng luôn. Thoải mái anh chị bố trí nội thất vào trong. Trên đây thì cũng như vậy. Trên này thì sẽ có ban công nhé. Trên đây thì có ban công trước. Tường sơn màu kem. Đây anh chị, khách hàng nào thích căn nhà này, chúng ta chỉ gọi ngay về Tem Hưng để được đi xem. Giá bán là được giao rất là rẻ rồi. Toilet nhà này cực kỳ rộng, bồn cầu khối, lavabo và vách tắm kính, vòi inox đen, gạch ốp cao đụng trần, quạt hút đầy đủ hết luôn. Toilet như khách sạn luôn nha quý vị. Toilet rất là to, rất là rộng. Và tiến lên trên, chúng ta sẽ đến với không gian phòng thờ sân thượng trước sau, vực giặt đồ. Sân thượng sau, ốp gạch làm mái tôn hết rồi. Thoải mái giặt phơi đồ phơi ngoài này. Đấy, về anh chị bắn thêm khung sắt hai bên tường nữa là ok nha. Phía trên đây là khu vực phòng thờ và sân thượng trước cho anh chị trồng cây. Đấy, chưa lợp mái, về anh chị làm thêm nha. Video của em Hưng đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.